Tối ưu chi phí như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé. Anh ơi, sao anh? Cho em một ly cà phê pha máy espresso đi anh. Dạ rồi, anh đợi em xíu ạ. Cái máy này của anh á, ngoài pha espresso ra thì có thể pha được nhiều món khác không anh? Có chứ anh. Chúng là mình sẽ pha được món như latte nè, cappuccino, macchiato. Nhưng mà mình cũng pha được nhiều món, không có riêng biệt nào một chỉ là pha espresso không đâu. Thì máy mình bán cả ngày vậy á, thì có anh làm cách nào mà để cho máy nó sử dụng được lâu, được bền vậy anh? Thì thường mình sẽ có một cái là vệ sinh định kỳ, với lại sẽ có một cái nguồn nước. Cái yếu tố quan trọng là cái nguồn nước mình sẽ xài nước qua loại lọc hoặc là nước bình tinh khiết. Đó, với lại mình sẽ làm theo bảo trì, làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất nữa. Em thấy quán của anh cũng lớn á, thì có cái cách nào mà để anh tối ưu cái chi phí của quán mình không anh? Có chứ anh. Chung là mình sẽ phải mua nhập nguyên liệu nhiều nè. Đó, với lại mình tìm một bên cung cấp. Đó, một bên cung cấp uy tín để mình đảm bảo được cái đầu vào của nguyên liệu đó. Khi mà mình nhập nguyên liệu nhiều á, thì mình nên có một cái là cái cách để mình bảo quản nguyên liệu cho nó tốt, để tránh tình trạng số lượng lớn quá nó ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê. Ủa, anh đang làm gì vậy anh? Cái này mình đang làm nguội á. Làm nguội cà phê hả anh? Anh cho em hỏi này với, thì mình uống cà phê vậy á, thì cà phê có tác dụng gì với bệnh tiểu đường không anh? Mình uống cà phê thì nó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Với lại nhờ cái chất chống oxy hóa và cái hợp chất sinh học có trong cà phê á. Dạ. Mà em thấy có nhiều người uống cà phê mà tay cứ run run đó anh. Vậy là do cà phê hay sao vậy anh? Tay run, ý em nói là cái bệnh Parkinson đó hả? Từ từ run tay. Run tay đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ đâu. Chung là theo như nghiên cứu rồi đó, thì uống cà phê có tác dụng mà như là ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Vậy là không phải là do cà phê đúng không anh? Chứ không phải do cà phê đâu. Dạ. Ly cà phê ngon quá anh rồi. Rồi, cho em gửi cà phê mình nhé. Và đó là cách tối ưu chi phí và những lợi ích của cà phê máy. Nếu các bạn muốn biết gì thêm thì cứ để lại comment nhé.